Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là bốn sự hiểu biết thông suốt. Những gì là bốn? Một là nghĩa hiểu biết thông suốt, hai là pháp hiểu biết thông suốt, ba là từ hiểu biết thông suốt, bốn là biện hiểu biết thông suốt. Thiện hiện bốn sự hiểu biết thông suốt này là dùng vô sở đắc làm phương tiện nên biết đón là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát là 18 pháp Phật bất cộng. Những gì là 18? Nghĩa là các vị Như Lai ứng chánh đẳng giác bắt đầu từ đêm chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cho đến đêm nhập vô dư y niết bàn. Ở trong khoảng thời gian này thường không lầm lỗi, không có lời nói hung bạo, không mất chánh niệm, không các thứ tưởng, tâm luôn trong định, luôn chọn pháp để xả bỏ, ý chí không thối lui, tinh tấn không thối lui, niệm không lui, định không lui, tuệ không lui, giải thoát trí kiến không lui. Trong tất cả nghiệp của thân, trí là dẫn đầu, và tùy theo trí mà chuyển. Tất cả nghiệp của miệng, trí là dẫn đầu, và tùy theo trí mà chuyển y. Tất cả nghiệp của ý, trí là dẫn đầu, và tùy theo trí mà chuyển y. Trong quá khứ đã khởi lên trí kiến không chấp trước, không ngăn ngại. Ở hiện tại đang khởi lên trí kiến không chấp trước, không ngăn ngại. Ở vị lai sẽ khởi lên trí kiến không chấp trước, không ngăn ngại. 18 pháp Phật bất cộng như thế, đều hoàn toàn dùng vô sở đắc làm phương tiện, nên biết đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện tướng đại thừa của các đại Bồ Tát ấy, gồm các môn văn tự Đà La Ni, môn văn tự